Con là học lớp mấy? Lớp 10. Mấy cái khu vực mà hai bên má này, con thấy nó đỏ lên không? Nó đỏ lên như vậy á, là chứng tỏ là cái da con á nó bị viêm bội nhiễm á, không? Cho chị bông đi.
Rồi con ghi qua đây con. Ghi sát qua đây. Yeah, yeah.